tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin của sáng ngày 26 tháng 4 năm 2022. Trong bản tin sáng nay, mời quý vị theo dõi một số tin chính sau đây. Canada xem xét mở lại sứ quán tại Kiev khi Nga rút lui. Người chưa tiêm chủng làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 cho những người đã tiêm. Cảnh sát trưởng lâm thời nói rằng đoàn xe Rolling Thunder sẽ phải chịu trách nhiệm và không được phép lái xe vào trung tâm thành phố. Học sinh bị đâm tại trường trung học ở trung tâm Alberta là một thanh niên 16 tuổi và đã bị bắt. Tình trạng suy thoái của thị trường bất động sản Vancouver có thể kéo dài 2 năm. Lãi suất có thể tiếp tục tăng nửa điểm hoặc là thậm chí cao hơn. Yêu cầu bản án 23 năm tù hoãn ân xá cho tài xế giết một phụ nữ và ba đứa con trẻ trong vụ tai nạn ở thành phố Brampton. Anh tin rằng 15.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ sẽ cung cấp thêm 322 triệu Mỹ kim viện trợ và các nhà ngoại giao sẽ quay lại Ukraine. Elon Musk đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la. Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở Nhật Bản ở tuổi 119. Và trong bản tin chi tiết, chúng tôi sẽ có thêm nhiều bản tin khác. Mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình ở Ukraine, Canada đang xem xét mở lại đại sứ quán ở Kyiv khi Nga rút lui. Khi Nga đã rút lui khỏi miền Tây Ukraine, Canada đang tích cực xem xét các lựa chọn để mở cửa lại sứ quán ở thủ đô Kyiv. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly cho biết trong một tuyên bố, bà nói, việc mở lại sứ quán của chúng tôi vừa là một cử chỉ mang tính biểu tượng để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và liên tục của chúng tôi đối với Ukraine, vừa là một phương tiện để tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho người dân Canada. Các bình luận được đưa ra sau khi Hoa Kỳ thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ sẽ sớm mở lại đại sứ quán của mình ở Kyiv. Thông báo được đưa ra bởi Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến thăm đến thủ đô của đất nước Ukraine cùng với Bộ trưởng Quốc phòng ông Lloyd Austin. Canada đã đình chỉ các hoạt động của đại sứ quán ở Kyiv vào giữa tháng 2 trước khi Nga xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Vào thời điểm đó thì bà Joly cho biết các hoạt động sẽ tiếp tục ngay khi tình hình an ninh cho phép. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng bà Anita Anand sẽ thăm Đức và Mỹ trong tuần này để thảo luận về sự hỗ trợ cho Ukraine. Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng là tướng Wayne Eyre và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bill Matthews sẽ cùng bà Anand đến Đức vào thứ Hai. Tất cả sẽ tham dự nhóm tư vấn quốc phòng Ukraine do ông Austin tổ chức. Phái đoàn Canada sẽ đến thăm Washington vào cuối tuần để gặp gỡ các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Đài Pentagon. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, những người chưa tiêm chủng làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada cho thấy, ngay cả với tỷ lệ tiêm chủng cao, những người không được tiêm chủng vẫn đe dọa sự an toàn của những người đã được tiêm chủng. Theo tiến sĩ David Fishman là đồng tác giả của nghiên cứu và giáo sư dịch tễ học tại Đại học Toronto cho biết, chúng ta có xu hướng quên rằng chúng ta đang ở trong một đại dịch, bệnh truyền nhiễm, có nghĩa là hành động của chúng ta ảnh hưởng đến những người xung quanh mình. Tỷ lệ nhiễm bệnh ở những người đã được tiêm vaccine COVID-19 là cao nhất khi họ được trộn ngẫu nhiên trong quần thể chưa được tiêm chủng. Tỷ lệ thấp nhất khi xung quanh họ là những người khác cũng đã được tiêm chủng. Con người không sống một cách ngẫu nhiên, họ thể hiện xu hướng tương tác ưu tiên với những người giống như họ, một hiện tượng được gọi là thuyết phân biệt, nghiên cứu này cho biết. Bạn bè của mọi người có xu hướng giống nhau về độ tuổi hoặc người ta thường đi chơi với người cùng giới tính. Họ có thể đi chơi với hoặc thu hút nhiều người hơn từ nhóm kinh tế xã hội của họ, nhóm dân tộc của họ, ông Fishman nói. Đối với những người chưa được tiêm phòng, tỷ lệ nhiễm bệnh của họ thấp nhất khi sống quanh những người đã được tiêm phòng. Theo ông Fishman, ở giai đoạn này của đại dịch COVID-19, các quan chức y tế công cộng như là tiến sĩ Karen Moore, giám đốc y tế của tỉnh Alberta và giám đốc y tế của tỉnh BC là bà Bonnie Henry,
đã khuyến khích mọi người quản lý virus một cách tự giác. Ông nói, tuy nhiên, suy cho cùng thì vẫn cần hành động của cả cộng đồng để đối phó với đại dịch này, vì đây là một hệ thống bệnh truyền nhiễm và tất cả chúng ta đều liên kết với nhau. Tỉnh Ontario có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la trong 3 năm vào dịch vụ chăm sóc tại nhà. Chính phủ bảo thủ cấp tiến đang công bố rằng họ đang có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào dịch vụ chăm sóc tại nhà trong vòng 3 năm. Công bố này được đưa ra chỉ vài ngày trước ngân sách và chỉ một thời gian ngắn trước khi bầu cử cấp tỉnh. Bộ trưởng Y tế là bà Kristen Elliott cho biết, điều này sẽ bảo đảm người dân Ontario có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần ngay tại nhà riêng của họ và sẽ giảm bớt áp lực cho các bệnh viện. Hiệp hội Bệnh viện Ontario cho biết, tính đến giữa tháng 1, đã có kỷ lục 5.800 bệnh nhân được chăm sóc thay thế ở các bệnh viện. Đây là những người có thể được chăm sóc trong một môi trường khác như là chăm sóc tại nhà hoặc là chăm sóc dài hạn. Chính phủ cho biết khoản đầu tư sẽ được thêm vào khoảng 548,5 triệu đô la trong 3 năm mà nó được công bố trong bản cập nhật kinh tế vào mùa thu năm ngoái. Tỉnh đã chi 4,5 tỷ đô la cho các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng trong giai đoạn năm 2021-2022. Home Care Ontario đã nói với chính phủ trong bản đề trình trước ngân sách rằng lĩnh vực này cần một khoản đầu tư ngay lập tức, trị giá 460 triệu đô la để giúp ổn định và giải quyết sự bất bình đẳng về tiền lương. Bộ trưởng thừa nhận Ottawa đã mất một thời gian dài để thiết lập đường dây nóng về tự sát. Bộ trưởng liên bang chịu trách nhiệm về chính sách sức khỏe tinh thần thừa nhận chính phủ của bà đang cần nhiều thời gian để thiết lập một đường dây nóng quốc gia mới gồm 3 chữ số để đề phòng tự sát. Calorie Bennett, Bộ trưởng Sức khỏe Tinh thần và Chứng nghiện hôm thứ Hai, từ chối cho biết liệu dự án có thể kéo dài nhiều tháng hoặc là thậm chí nhiều năm hay không. Bà ấy nói rằng dự án có thể cung cấp cho những người Canada ở thành thị trước tiên vì những trở ngại về công nghệ ở các vùng nông thôn. Bình luận của bà được đưa ra 500 ngày sau khi các thành viên quốc hội nhất trí chính phủ nên hành động ngay lập tức để thiết lập một dịch vụ 3 chữ số này. Bà Bennett nói, 500 ngày là một khoảng thời gian dài, nhưng mà ngay cả việc đưa 911 vào vùng nông thôn của Canada cũng đã là một điều khó khăn. Canada là một quốc gia rất đa dạng về công nghệ truyền thông và cơ sở hạ tầng. Cảnh sát trưởng lâm thời nói rằng đoàn xe Rolling Thunder sẽ phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát trưởng lâm thời Ottawa đang nói về những người tổ chức và những người tham gia sự kiện Rolling Thunder được lên kế hoạch vào cuối tuần này rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Cảnh sát Ottawa hôm thứ Hai, ông Steve Bell nói với các nhà tổ chức và những người tham gia sự kiện rằng họ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và hậu quả của những hành động đó. Ông Bell nói, tôi muốn nói với cả người tổ chức và người tham gia rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước, trong và sau sự kiện. Khoảng 500 cho tới 1.000 xe mô tô và các phương tiện khác dự kiến sẽ tham gia sự kiện bắt đầu từ ngày thứ Sáu, nhưng không giống như cuộc biểu tình của đoàn xe tự do vào đầu năm nay. Những người tham gia sẽ phải đi bộ thay vì lái xe vào trung tâm thành phố, vì những người biểu tình sẽ không được phép lái xe vào trung tâm thành phố. Ông Bell cho biết, cảnh sát đang thiết lập một khu vực cấm giáp với Rideau Canal ở phía đông, sông Ottawa River ở phía bắc và Lion Street ở phía tây và Laurier Avenue ở phía nam. Chiến lược đó là điểm khác biệt so với cuộc biểu tình đoàn xe tự do khi mà hàng trăm xe tải lớn chiếm đóng các đường phố ở trung tâm trong 3 tuần, dẫn tới một chiến dịch lớn của cảnh sát để trục xuất họ. Cảnh sát nói rằng người dân có thể sẽ thấy giao thông bị chậm trễ, một số khu vực có thể bị hạn chế và chỉ dành cho người đi bộ. Sẽ có nhiều cảnh sát hơn từ ngày thứ Năm cho tới ngày thứ Sáu và việc đóng cửa đường bắt đầu từ ngày thứ Sáu cho tới ngày thứ Bảy. Ông cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát, hoàng gia RCMP và cảnh sát của tỉnh Ontario OPP sẽ tham gia với các sĩ quan cảnh sát Ottawa ở trung tâm thành phố vào cuối tuần. Trong khi đó, người tổ chức đoàn xe cảnh báo sẽ làm loạn nếu mà cảnh sát cấm biểu tình ở trung tâm Ottawa. Một trong những người tổ chức đoàn xe mô tô đang cảnh báo về tình trạng hỗn loạn vào thứ Sáu nếu mà cảnh sát Ottawa không cho phép hàng trăm người biểu tình mang xe mô tô của họ lên các đường phố xung quanh đòi quốc hội. Đoàn xe Rolling Thunder Ottawa
có kế hoạch lái một vòng qua trung tâm thành phố vào cuối tuần tới với một điểm dừng dự kiến là tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia. Cảnh sát đã liên hệ với những người tổ chức đoàn xe mô tô để hiểu về kế hoạch của họ. Ông Neil Sears là nhà tổ chức đoàn xe Rolling Thunder, người đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại các hạn chế COVID-19, cho biết trong một video trên YouTube rằng nếu mà không có lộ trình để tuân theo thì sẽ có vấn đề về an toàn. Ông cảnh báo với thị trưởng Ottawa Jim Watson rằng sự an toàn của những người đi xe mô tô và người dân Ottawa đang bị đe dọa, và ông cũng cho biết hy vọng cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hòa bình và trang nghiêm. Nhiều nhân viên không muốn quay trở lại làm việc tại văn phòng. Ngày càng nhiều người lao động đang phải đối mặt với sự thay đổi trong việc sắp xếp nơi làm việc của họ khi các hạn chế đại dịch đang được dỡ bỏ và họ có thể quay trở về văn phòng. Đồng thời, họ đang đối phó với tác động của lạm phát, điều mà đang làm cho quyết định quay trở lại văn phòng trở nên đắt hơn. Các chuyên gia cho rằng các nhà tuyển dụng nên suy nghĩ cẩn thận về những gì họ có thể làm để hỗ trợ nhân viên văn phòng của họ, nếu họ muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ của họ trong một thị trường việc làm có nhiều người quen làm việc độc lập hơn và đang tìm cách để theo kịp chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Vào tháng 3, hơn 1/5 số công dân Canada cho biết họ làm hầu hết công việc tại nhà. Theo khảo sát lực lượng lao động mới nhất của Thống kê Canada, con số đó là gần 1/4 số công nhân vào tháng Giêng. Theo ông Eddie Ing, là giáo sư về công bằng và hòa nhập trong kinh doanh tại Đại học Queen ở Kingston, tỉnh Ontario, cho biết, quá trình quay trở lại nơi làm việc dường như chậm hơn những gì các nhà tuyển dụng mong đợi. Ông nhận thấy một số lý do cho điều đó bao gồm lo ngại về đại dịch đang kéo dài, cũng như là những thách thức gia đình mà khó giải quyết hơn khi làm việc xa nhà. Ngoài ra thì cũng có nhiều nhân viên cảm thấy hài lòng với tình trạng làm việc tại nhà. Mọi người chỉ đơn giản là không mong muốn quay trở lại với một công việc thường ngày mà đòi hỏi họ phải tốn công hơn để tới chỗ làm, theo ông Yên nói. Tại tỉnh đông dân nhất Canada là tỉnh bang Ontario, quan điểm của Bộ Lao động và các tổ chức cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm nhân viên của họ hài lòng với việc sắp xếp công việc và lương thưởng. Để thu hút những người lao động giỏi nhất, các doanh nghiệp cần chuẩn bị đưa ra mức lương cao hơn và cân nhắc các đặc quyền như là làm việc tại nhà để giữ chân họ, theo Bộ trưởng Lao động Ontario là Monte McNaughton cho biết. Chính phủ liên bang yêu cầu điều tra về đạo luật khẩn cấp. Chính phủ liên bang đã chính thức yêu cầu một cuộc điều tra công khai độc lập về việc sử dụng đạo luật khẩn cấp trong các cuộc phong tỏa tại các cửa khẩu biên giới Canada và ở Ottawa vào đầu năm nay. Đạo luật khẩn cấp yêu cầu chính phủ kêu gọi mở một cuộc điều tra về việc sử dụng luật trong vòng 60 ngày kể từ ngày thu hồi tuyên bố. Cuộc điều tra sẽ xem xét các tình huống dẫn đến tuyên bố và các biện pháp được thực hiện để đối phó với nó. Đạo luật này đã được đưa ra lần đầu tiên trong lịch sử Canada vào giữa tháng 2. Nó đã trao cho chính phủ liên bang quyền cấm tụ tập công khai trong các khu vực cụ thể, kiểm soát các dịch vụ công cộng mà họ cho là cần thiết để giải quyết tình hình, đồng thời ban hành tiền phạt và thời gian tù cho những người vi phạm trật tự công cộng. Đề nghị chấp thuận sử dụng đạo luật khẩn cấp lúc đó đã được thông qua với số phiếu là 185/151. Nó được ủng hộ bởi đảng Tự do và đảng NDP, trong khi các nghị sĩ đảng Bảo thủ và khối Quebecois thì đã bỏ phiếu chống lại nó. Nhiều nghị sĩ đảng Bảo thủ trước đây đã lập luận rằng chính phủ liên bang đã vượt quá giới hạn của mình khi viện dẫn các biện pháp tạm thời. Một người đàn ông tử vong sau khi nhảy xuống sông khi bị cảnh sát truy đuổi. Cơ quan giám sát của cảnh sát tỉnh Quebec cho biết, một người đàn ông tự nhảy xuống sông ở tỉnh Quebec vào đầu ngày thứ hai trong một cuộc truy đuổi của cảnh sát tỉnh đã chết. Các thợ lặn của cảnh sát Quebec đã tìm thấy thi thể của người đàn ông này dưới nước. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã được xác nhận là đã chết. Trước đó trong ngày, cảnh sát đã đưa tin rằng các thợ lặn và một máy bay trực thăng đang tham gia nỗ lực tìm kiếm sau vụ truy đuổi. Cảnh sát nói rằng các nhân viên tuần tra ban đầu cố gắng chặn người đàn ông vào khoảng 1 giờ 30 sáng trên đường 335 vì đèn pha xe của anh ta tắt. Khi nhìn thấy chiếc xe tuần tra, người lái xe đã chọn tăng tốc và cuộc truy đuổi bắt đầu. Người đàn ông sau đó được cho là đã bỏ xe ở lối vào riêng của một dinh thự trên đại lộ 12, không xa nơi cuộc rượt đuổi bắt đầu. Sau đó thì anh ta ra khỏi xe và nhảy xuống sông, theo lời cảnh sát.
có vẻ như không có ai trong khu vực chứng kiến vụ việc. Trong một tuyên bố, người đàn ông 27 tuổi được cho là đã kêu cứu sau khi nhảy xuống sông, nhưng các nhân viên cảnh sát đã mất dấu anh ta. Các nhà máy chân cất rượu ở tỉnh PC được yêu cầu ngừng sản xuất nước rửa tay. Clay Porter, đồng sở hữu của The Moon Underwater Brewery, Pub and Distillery ở Victoria, cho biết nhóm của ông đã chuyển sang bắt đầu sản xuất nước rửa tay khi mà nhu cầu quá lớn và nguồn cung không chắc chắn. Ông đã đầu tư vào thành phần glycerin và các vật liệu khác để làm chất khử trùng và dự định tiếp tục sản xuất chất khử trùng dựa trên cồn. Nhưng mà ông ấy nhận được một thông báo qua email vào ngày 7 tháng 4 và một lá thư tiếp theo vào ngày sau đó, nói rằng tất cả việc sản xuất chất khử trùng phải dừng lại trước ngày 8 tháng 5 và tất cả hàng còn lại phải được bán hoặc là quyên góp trước tháng 11. Các nhà máy sản xuất rượu nói rằng không phải nhất thiết phải có một thời hạn nhất định như vậy để bắt buộc họ ngưng sản xuất nước sữa khử trùng và họ cảm thấy bị phản bội sau khi hoạt động vì lợi ích công cộng trong đại dịch. Việc sản xuất nước rửa tay được chi nhánh quy định rượu và cần sa của tỉnh PC cho phép tạm thời vào tháng 3 năm 2020, những ngày đầu của đại dịch. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng mà nó cũng có ích khi mà các quán rượu đóng cửa và sảnh phục vụ khách hàng trong nhà bị đóng cửa. Chúng tôi có rất nhiều bia thừa bị khóa hạn và thay vì đổ chúng đi thì chúng tôi đã chân cất nó thành chất khử trùng. Calgary kiếm thêm 47 triệu đô la từ phí truy cập trong hóa đơn điện và khí đốt. Trong năm ngoái, hóa đơn tiện ích đã tăng đột biến, dẫn tới khoản thu 47 triệu đô la cho thành phố Calgary và một số thành viên của hội đồng đang tìm cách để dùng tiền phục vụ lại cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất do chi phí năng lượng tăng cao. Số tiền tăng thêm nằm ngoài những gì thành phố nhận được từ tổ chức Enmax, đó là từ khoản thuế 11% được thêm vào mỗi hóa đơn và khí đốt tự nhiên. Khoản thuế đó đã mang lại 241 triệu đô la vào năm 2021, tăng từ 194 triệu đô la vào năm 2020. Nhiều cư dân Calgary đang phải vật lộn để trả các hóa đơn điện và khí đốt với mức giá tăng cao. Enmax sẽ không cho biết có bao nhiêu người đã bị cắt điện hoặc là bị hạn chế, nhưng mà Hiệp hội Trellis báo cáo rằng quỹ khẩn cấp hàng năm để ngăn chặn các gia đình mất nhà trong cuộc khủng hoảng đang cạn kiệt. Một học sinh bị đâm tại trường trung học ở trung tâm Alberta và một thanh niên 16 tuổi bị bắt. Một thanh niên 16 tuổi đang bị giam giữ sau khi một thanh niên khác bị đâm tại một trường trung học ở trung tâm Alberta vào ngày thứ Hai. Nạn nhân đã được vận chuyển bằng máy bay đến bệnh viện Stollery Children's Hospital ở Edmonton và đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ của nạn nhân cho biết con trai của bà bị đâm vào bụng ngay ở phía bên trên của xương chậu. Trường học đã bị đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra để cảnh sát điều tra và các lớp học đã bị hủy. Cảnh sát Hoàng gia RCMP cho biết nghi phạm đã bị tạm giữ và các cáo buộc đang chờ để xử lý. Vụ đâm diễn ra trong thư viện và các nhân viên cũng như sinh viên đã chứng kiến nhưng mà chưa biết điều gì đã dẫn tới vụ việc này. Trường học sẽ đóng cửa vào ngày thứ Ba và dịch vụ tư vấn sẽ được cung cấp cho các học sinh và nhân viên. Trong vụ tai nạn xe ở thành phố Brampton 2 năm trước mà đã giết chết một phụ nữ và ba đứa trẻ, công tố viên đã yêu cầu bản án 23 năm tù và hoãn ân xá cho người tài xế. Phía công tố trong vụ án tài xế giết mẹ và ba cô con gái nhỏ của cô trong vụ tai nạn ở thành phố Brampton, tỉnh Ontario vào 2 năm trước, đang yêu cầu mức án 23 năm tù, trừ đi khoảng 3 năm bị giam giữ trong khi chờ xét xử. Vào tháng 11, Brady Robinson, 21 tuổi, đã bị kết tội trong cái chết của Carolina Ciasulo, 37 tuổi, và các con gái của cô là Clara, 6 tuổi, Liliana, 3 tuổi và Mila, 1 tuổi, trong một vụ tai nạn vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Trong một phiên tòa tuyên án hôm thứ Hai, luật sư công tố viên là Patrick Kilty cho biết họ yêu cầu một bản án dài hơn là phù hợp với những thay đổi trong dự luật C-46 đã tăng mức án cho các tội lái xe.
Ông cũng yêu cầu trì hoãn điều kiện được ân xá trong 10 năm, hoặc cho đến khi anh Robertson chấp hành một nửa bản án của mình, tùy theo mức độ nào thấp hơn, do mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Ông Kilty cũng yêu cầu áp dụng lệnh cấm lái xe suốt đời. Luật sư Greg Bottomley của anh Robertson đề nghị mức án tù 7 năm là phù hợp, lập luận rằng mức án nặng là không cần thiết đối với một phạm nhân trẻ phạm tội lần đầu tiên. Anh Robertson đã chọn nói chuyện vào hôm thứ Hai, đã xin lỗi vì hành động ích kỷ, liều lĩnh mà đã hủy hoại cuộc sống nhiều người. Anh nói trước tòa, tôi ước gì mỗi khi nhắm mắt lại và ngủ thì giấc mơ lặp đi lặp lại mà tôi có trở thành sự thật. Đó là tôi đã chết và họ còn sống. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh Robertson trước đó đã nhận tội với 4 tội danh lái xe nguy hiểm gây ra cái chết liên quan đến vụ tai nạn. Trong quá trình xét xử, thẩm phán tòa án Ontario là Sandra Kobernetia phát hiện rằng anh Robertson có nồng độ THC, tức là từ cần sa, trong máu là 40 nanogram THC trên mỗi milliliter máu khoảng 45 phút sau vụ va chạm, tức là gấp 8 lần giới hạn pháp lý cho phép. Liên quan đến tình hình bất động sản, tình trạng suy thoái của thị trường bất động sản Vancouver có thể kéo dài 2 năm. Một chuyên gia bất động sản và thuế tài sản ở thành phố Vancouver tin rằng thị trường bất động sản của thành phố Vancouver đang chứng kiến một sự suy thoái mà có thể kéo dài đến 2 năm. Các bình luận được đưa ra sau một dự đoán từ ngân hàng Royal Bank of Canada rằng cả đất nước, tỉnh BC và Ontario nói riêng sẽ giảm giá mạnh trong năm tới. Giá tổng hợp của tỉnh BC dự kiến sẽ giảm 3,8% vào năm 2023 xuống khoảng 1,02 triệu đô la. Đó là dự báo giảm mạnh nhất trên toàn quốc, hơn cả mức giảm 2,3% được dự đoán ở tỉnh Ontario. Ông Paul Sullivan là một chuyên gia về thuế bất động sản của tỉnh BC, tức là tỉnh bang British Columbia. Ông cho biết thị trường đang thay đổi trong một cơn bão hoàn cảnh gần như hoàn hảo. Bạn sẽ không thể thấy những chuyện tồi tệ hơn nữa xảy ra trên thế giới. Bạn đang thấy chiến tranh, lãi suất, khủng hoảng chuỗi cung ứng, tất cả những điều đó đã sắp đặt cho một kịch bản khá tồi tệ. Ông Sullivan cho biết, mặc dù giá nhà đang giảm, nhưng điều đó không giúp ích được gì cho khả năng chi trả. Lạm phát cao kỷ lục và lãi suất tăng có nghĩa là người mua có thể chi trả ít hơn và ngày càng khó xây dựng nhà. Dự báo của ngân hàng RBC dự đoán, giá sẽ đạt đỉnh vào mùa xuân này khi tâm lý thị trường giảm sút rồi sau đó đi xuống. Ông Sullivan nói, tôi không đồng ý với nhận xét đó. Tôi nghĩ rằng giá đã tăng vọt trong quý trước hoặc thậm chí là cuối năm ngoái. Nhu cầu đã đi xuống và lãi suất sẽ làm trầm trọng thêm điều đó. Về việc suy thoái sẽ kéo dài bao lâu, ông Sullivan cho biết, Vancouver thường có chu kỳ bất động sản ngắn, nhưng ông tin rằng lần này nó sẽ kéo dài hơn. Tôi nghĩ lần này các giá trị sẽ đi xuống lâu hơn 6 hoặc 12 tháng. Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng suy thoái có thể lâu nhất là 2 năm, ông nói. Lãi suất có thể tiếp tục tăng nửa điểm hoặc thậm chí cao hơn. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada là Thief Markland đã thông báo về mức tăng nửa điểm vào ngày thứ Hai trong một thông cáo lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương và đồng thời đưa ra những đồn đoán rằng ông có thể đang xem xét một động thái thậm chí còn lớn hơn. Bất kỳ thứ gì lớn hơn mức tăng 50 điểm sẽ là rất bình thường, ông Markland nói tại Ủy ban Tài chánh Hạ viện vào ngày 25 tháng 4. Ông thừa nhận rằng giả định của Ngân hàng Trung ương vào đầu năm 2021 rằng áp lực lạm phát sẽ làm giảm tương đối nhanh chóng là một sai lầm. Chỉ số giá tiêu dùng của Canada đã tăng lên 6,7% vào tháng 3 so với một năm trước đó do tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp kỷ lục. Dự báo về kinh tế mới của Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy lạm phát chính ở mức 4,7% vào cuối năm, nằm ngoài vùng an toàn của Ngân hàng Trung ương là 1% cho tới 3%. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất chuẩn lên nửa điểm vào ngày 13 tháng 4. Đây là một động thái mạnh mẽ vì các nhà hoạch định chính sách thích các điều chỉnh 1/4 điểm. Ông McLean cho biết các cấp phó của ông sẽ xem xét việc mức tăng thêm nửa điểm lần thứ hai khi mà họ điều chỉnh chính sách lãi suất tiếp theo vào ngày 1 tháng 6. Và thống đốc gợi ý rằng đó là mức quyết liệt mà Ngân hàng Trung ương dự định đạt được ít nhất là vào lúc này.
Cập nhật về tình hình COVID ở Canada. Tính tới tối ngày 25 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 7.204 ca COVID-19 mới vào ngày thứ Hai và 4.098 ca vào ngày Chủ nhật, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên 3.706.887 ca. Hiện đang có 235.099 ca còn bệnh và có thêm 70 ca tử vong được ghi nhận trong 2 ngày qua. Tổng số ca tử vong là 38.847 cho đến nay. Hiện nay thì đã có hơn 83,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 33,7 triệu người hay là hơn 88,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 81,8% dân số đã tiêm hai liều. Có hơn 48,2% dân số đã tiêm mũi thứ ba, 92,7% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86% đã tiêm hai liều. Tại tỉnh bang Ontario đã báo cáo có thêm 2.028 ca vào ngày thứ Hai cùng với 2 ca tử vong. Quebec thì có 1.305 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Tại khu vực Yukon thì có 26 ca bệnh mới trong 3 ngày qua. NWT thì có 69 ca bệnh mới trong tuần qua.